Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ làm cho các bạn xem một cái mẫu giá đỡ điện thoại mới, cũng từ những cái dây thép bỏ đi như này. Đây là một cái đoạn dây thép bỏ đi, mình sẽ tận dụng để mình làm một cái giá đỡ điện thoại. Thì đối với giá đỡ điện thoại thì chúng ta làm nó rất là đơn giản, và chúng ta có thể dùng rất là nhiều những cái vật liệu để chúng ta làm lên cái giá đỡ điện thoại. Hôm nay thì mình sẽ làm bằng cái dây thép bỏ đi như này các bạn này. Bây giờ thì mình sẽ duỗi nó ra để mình làm cho các bạn xem. Thì đối với dây thép này, chúng ta cần phải duỗi cho nó thẳng. Thì sau khi mình làm cái giá điện thoại nó mới đẹp được. Dùng kìm này, mình sẽ lắn những cái đoạn nó bị cong gấp để cho cái đoạn dây thép này nó thẳng ra. Chúng ta có thể làm bằng dây thép, dây đồng, dây nhôm đều được. Nhưng mà đây là mình dùng dây thép. Những thứ tưởng bỏ đi, mình sẽ làm thành một cái giá điện thoại. Cần phải lấn chỉnh cho cái đoạn dây thép này nó thẳng ra, duỗi cho nó thẳng ra để cho nó không còn cái lớp gấp. Thì đối với những cái loại thép mà nó giòn, độ thép nó già, thì chúng ta phải cần uốn nắn nhẹ nhàng, không thì nó sẽ gãy ở những cái lớp gấp. Đấy. Chỉ với vài thao tác từ một cái dây thép cuộn, bây giờ mình đã duỗi ra nó thẳng như thế này rồi. Bây giờ thì mình sẽ chia đôi cái phần này ra. Mình sẽ chia đôi cái phần này ra để mình làm một cái giá đỡ điện thoại để cho các bạn xem. Mình sẽ bẻ gấp ở cái điểm này. Mình sẽ bẻ gấp ở cái điểm này, chia đều hai phần đều bằng nhau. Thì đối với cái vết gấp này, các bạn làm hết sức nhẹ nhàng, không là nó sẽ bị gãy rời ra. Bởi vì đây là một cái dây thép. Dây thép thì nó rất là giòn, chúng ta quá tay là nó sẽ bị gãy. Giờ mình phải kiểm tra đầu này và đầu này nó có bằng nhau không. Phía đầu bên này hiện tại đang bị dài thì mình sẽ cắt bỏ đi. Mình sẽ cắt bỏ đi để cho nó bằng nhau. Đấy. Mình sẽ cắt bỏ đi. Bây giờ hai cái đoạn này, hai cái đầu này nó đã bằng nhau rồi. Bây giờ thì hai cái đầu này đã bằng nhau rồi. Lúc này mình sẽ bóp nó vào một chút nữa. Thì mình sẽ uốn ở cái điểm này. Mình sẽ uốn ở cái điểm này. Các bạn uốn thành một cái móc như thế này. Uốn thành một cái móc như thế này. Đây, như mình đã uốn xong một cái móc như thế này. Sau khi uốn xong như này thì mình sẽ dùng điện thoại để mình để vào đây để mình đo cái chiều cao của điện thoại. Hôm nay thì mình đã không cho cái phần nó nhô cao lên trên điện thoại nữa, và mình sẽ bẻ cho nó bằng cái điện thoại. Bây giờ thì mình đã đo bằng cái điện thoại đây. Đây là cái điểm mình đo đã bằng rồi. Lúc này mình sẽ dùng kìm, mình bẻ gập nó xuống. Sẽ bẻ gập nó xuống. Bẻ gập ra đằng sau các bạn nhé. Tiếp đến là mình sẽ bẻ tiếp bên này. Mình sẽ lấy cái kìm này để mình làm một cái mặt phẳng để mình đo cho hai cái chiều của hai cái đầu gấp này nó bằng nhau. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục, mình bẻ gấp xuống. Bẻ gấp xuống. Lúc này mình đã uốn sợi dây thép thành một cái hình dạng như thế này rồi. Bây giờ thì mình sẽ để ở đây. Mình sẽ để đây
để mình xem nó đã bằng nhau chưa, nó đã cân chưa, nó có bị lệch độ không. Tiếp đến mình sẽ bóp cái này, nó co vào một chút. Bóp cho nó co một chút. Đấy, mình sẽ bóp co một chút vào, nó như thế này. Và bây giờ còn hai cái đầu này. Và bây giờ mình sẽ uốn tiếp cái đầu này, nó cong vào trong này, quặp vào trong này, để tạo thành một góc vuông như thế này. Bên này cũng vậy, bên này cũng vậy, bên còn lại cũng vậy. Mình sẽ uốn vào trong như thế này, tạo một góc vuông. Đấy, lúc này mình phải cần chỉnh sửa nó lại. Thì sau khi uốn xong như thế này, hiện tại cái giá đỡ điện thoại nó đã được hình thành, nhưng mà lúc này nó vẫn chưa được bằng nhau nên nó vẫn bị cập kênh như thế này. Đấy, mình sẽ lại phải chỉnh sửa lại để cho nó không bị cập kênh nữa. Chúng ta để điện thoại vào thì nó mới không bị đổ. Bây giờ thì mình sẽ chỉnh lại cái phần ở đây. Cái phần này mình sẽ chỉnh lại cho nó ngay ngắn. Sẽ bóc cái này vào, bé thêm một chút nữa. Lúc này mình đã làm xong một chiếc giá đỡ điện thoại. Thì đối với cái mẫu giá đỡ điện thoại này thì mình thiết kế nó rất là nhỏ gọn. Nó không cồng kềnh, không to như những cái mẫu trước, những cái phiên bản trước. Bây giờ thì mình sẽ dựng đứng cái điện thoại lên để cho các bạn xem là cái giá này mình có để được đứng điện thoại không. Sau khi để điện thoại cân ngay ngắn vào giá đỡ thì đối với cái giá đỡ này, cái phiên bản này mình làm là nó có hai công dụng. Một là để làm như thế này, để làm như này đều được. Hai là để điện thoại đứng như này đều được và rất là chắc chắn. Chỉ cần một vài thao tác từ một cái dây thép bỏ đi đã biến cái dây thép thành một cái giá đỡ điện thoại. Thì đối với cái giá đỡ điện thoại này, để làm để đứng đều được. Và các bạn có thể treo. Các bạn có thể treo. Đây như mình đang treo ở trên tay. Đấy. Các bạn có thể treo ở bất cứ chỗ nào. Ta móc cái móc đằng sau này, chúng ta treo. Khi chúng ta làm việc hoặc là chúng ta đang nấu ăn trong bếp thì các bạn có thể treo bất cứ chỗ nào. Chúng ta cũng có thể xem được điện thoại. Nó rất là đơn giản. Rất là dễ làm. Ai cũng làm được, chỉ cần một vài thao tác thôi. Đây mình sẽ quay cận cảnh để cho các bạn xem hình thù của cái giá đỡ điện thoại mình làm từ một cái dây thép nó như thế nào. Và lúc này điện thoại đã được đặt trên giá. Bây giờ thì mình sẽ quay một vòng cho các bạn xem. Nó rất là chắc chắn. Nó rất là chắc chắn. Rất là tiện ích cho chúng ta khi chúng ta cầm điện thoại nhiều giờ trên tay thì nó rất là mỏi. Còn khi chúng ta đã có giá đỡ như này thì nó rất tiện. Video của mình đến đây là hết. Nếu các bạn thấy hay cho mình một like, một đăng ký kênh và nhớ chuông thông báo để đón xem những cái video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video.